cho các đẹp được ưu tiên. Đừng quên thêm dòng kem V10, tất cả đều chính hãng, Hàn Quốc đến mấy cưng. V10 là viết tắt của 10 loại vitamin, giúp chị em bảo vệ da khỏi nắng và tia cực tím. Nó dưỡng ẩm cho làn da và che mãi không già, tốt hơn cả thịt đừng ta khỏi cần sợ ngộ không nha. Giới thiệu cũng đã đủ, chị em hãy tự trải nghiệm để da trắng đẹp lập tức mà không cần phải luyện. Hô biến một phát là thành tiên nữ dáng trần, Skin Air rất là tuyệt phẩm mà chị em mình xinh đáng cần. Xin chào các bạn, thì sau khi các bạn nghe xong bài rap thì các bạn cũng đã biết là Su đang nói đến sản phẩm nào rồi đúng không? Đó là Skin AZ đình đám của chúng ta. Thì bây giờ để Su nói sơ qua về những cái sản phẩm lúc nãy Su mới vừa rap, để cho những bạn nào chưa biết về Skin AZ thì các bạn có thể mua sử dụng về ngay bây giờ để mình sớm có được một cái làn da thật là đẹp giống như những cô nàng từ Hàn Quốc ha. Đầu tiên đó là tinh chất bơ. Thì cái tinh chất này rất là tốt tại vì nó làm từ 99,6% là bơ thiên nhiên luôn. Rất là tốt nha. Và kiếm một cái sản phẩm tinh chất bơ nguyên chất như thế này không phải dễ trên thị trường đâu, chỉ có tại Skin AZ thôi. Thì cách sử dụng rất là đơn giản. Bây giờ tôi sẽ test thử một bên da mặt nhé. Đó là trước khi đi ngủ các bạn chỉ cần thoa một ít tinh chất bơ lên trên da mặt như thế này. Đó, rất là dễ. Sau đó chúng ta vỗ nhẹ này ha. Rồi các bạn cứ ngủ một đêm thì sáng hôm sau khi mà thức dậy thì các bạn sẽ thấy là da mặt của các bạn căng bóng và khỏe mạnh lên rất là nhiều luôn. Đặc biệt dành cho những bạn nào mà có làn da hư tổn thì các bạn nên sử dụng cái tinh chất bơ này ha. Nó sẽ giúp cho da của chúng ta mỗi lần mà chúng ta để mọc á là nó sẽ vô cùng là chắc khỏe, cho dù là da trắng hay là da ngâm thì nhìn nó cũng rất là mịn và đẹp. Rồi tiếp theo đó là kem V10. V10 này á thì có nghĩa là bao gồm 10 tinh chất vitamin khác nhau và có hòa quyện thêm những cái dưỡng chất quý hiếm khác nữa. Rất là tốt ha. Và đặc biệt á là cái kem này á là những bạn trẻ nè cho đến những cô trung niên đều có thể sử dụng được hết luôn nha. Nó chống nhăn, chống lão hóa, nó sẽ giúp phục hồi da và đặc biệt ở một chỗ Su rất là thích, đó là nó sẽ làm cho da mặt của các bạn á trắng lên rõ rệt và có thể nhìn thấy sự khác biệt bằng mắt thường. Đó là điều Su thích nhất. Nó sẽ giúp cho da của chúng ta cải thiện trắng mịn lên rất là rõ rệt chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Đây là kem V10 ha. Và các bạn đừng quên là tại Skin AZ còn có thêm cái bộ sản phẩm make up làm cho da mặt của chúng ta trở nên rất là tự nhiên. Đó là thỏi kem nền hai đầu nha. Đó là bao gồm một đầu tán và một đầu kem như thế này. Thì Su cũng có một cái clip nói về cái thỏi kem nền này á, rất là chi tiết luôn, thì bạn nào mà chưa biết thì nên xem lại đi ha. Rồi còn cái nữa đó là má hồng. Má hồng này thì được làm từ kem cho nên nó bám rất là lâu nha. Các bạn đi cả ngày luôn thì má lúc nào cũng ửng ửng, rất là dễ thương. Và cuối cùng đó là son. Những màu son rất là đẹp, rất là thời thượng. Đây, và bám rất là lâu nha, đặc biệt khi các bạn đánh lên môi á thì môi của các bạn lúc nào nhìn cũng rất là mềm mịn và bóng, nhưng nó lại giữ màu rất là lâu, không có dễ bị trôi vậy nha. Ok, và ngày hôm nay thì Su đã chia sẻ đến cho các bạn đó là bộ sản phẩm từ Skin AZ. Và nếu như các bạn thích những clip như thế này cũng giống như là fan hâm mộ của Skin AZ thì các bạn nhớ like và share clip của giúp Su nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn meta.